Khi chúng ta đủ trải nghiệm và thông tuệ, chúng ta sẽ được một trái tim thông thái và một đôi mắt trong trẻo, nhìn thấu thực tại và sự khắc nghiệt của thế gian, phân biệt được mọi thị phi sai đúng nhưng vẫn sống tự tin và nhiệt tình. Hy vọng chúng ta đều trở thành một người như vậy. Khi muốn gục ngã, hãy nhớ rằng cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. Hãy tìm kiếm ba sở thích của bạn, một cái để kiếm tiền, một cái để bạn phát triển và một cái để sáng tạo. Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. Bất kỳ ai cố gắng dìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn. Cách để bạn bắt đầu đó là dừng việc nó lại và hãy bắt đầu làm. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều người khác nói với bạn về một ai đó. Đó chính là cách mà họ sẽ nói với ai đó về bạn.